Và giờ này tôi muốn mời cô Tường Thúy lên để mà giới thiệu diễn giảng ngày hôm nay của chúng ta và cũng thông dịch cho bà. Cô Thúy, please come in up and she will translate for us today. Xin kính chào tất cả con cái Chúa. Happy New Year, everyone. Welcome, everybody. Happy New Year to you guys. Tôi rất là hân hạnh được giới thiệu cho quý vị diễn giả. Người này thì có lẽ đối với một số anh chị em ở đây là không gì xa lạ cả. Nhưng mà đối với một số chúng ta là một người hoàn toàn mới. It's my pleasure to introduce our guest speaker today. It might be normal to you, but it's, for me it's amazing. It's very special to announce this guest speaker to us. Quý vị nhớ cách đây năm trước thì... người này đã đặt tay cầu nguyện cho anh Ân Tứ để trở thành một người hầu việc Chúa, và bây giờ anh đang hầu việc Chúa ở bên Colorado. Và khi tôi thấy tôi chứng kiến cô cầu nguyện, tôi thấy giống như là lửa trong cô coi như là cháy bừng bừng như vậy đó. Và sau đó là tôi đến gặp cô liền, tại vì tôi muốn cái lửa của cô chuyển tải qua cho tôi. About years ago, I saw her pray for Chú Tứ to be the servant of the Lord. Now he's serving in Colorado. I saw that fire and I want that fire so badly, so I came to her and won a piece of that fire from her. Và khi chúng tôi nói chuyện thì tôi được biết rằng cô cũng là người đã hầu vị Chúa trên 30 năm tại hội thánh Jubilee mà bây giờ gọi là Redemption. She told me that she's been serving in Jubilee Church for 30 plus years. You too. Và cô cũng đã đi qua các nước ở Đông Nam Á hầu việc Chúa, trong đó có đất nước Việt Nam của chúng ta rất nhiều lần. She went to Asia to have missionary over there many times, and one of them is Vietnam. Yes. Woo. Yeah. Và chồng của cô muốn chúng ta gọi cô là cô, dùng cái từ là cô. Yeah. And her husband wants us to call her cô, cô Virginia. Và có một điều nữa là hiện bây giờ cô đang hầu việc Chúa. Cô là một người có đời sống cầu nguyện rất là gần gũi với Chúa. Và cô có một cái ơn đặc biệt, đó là đem đến sự giải cứu cho từng cá nhân một rất là sâu sắc. So cô has been serving at, and she praying for healing, and also personally her prayer is really strong for individual rescue or individual deliverance. Và xin quý vị cùng tôi để đón chào một cách nhiệt liệt cô Virginia. Woo! Welcome. Lạy Cha, chúng con đến trước mặt Chúa buổi chiều hôm nay. Chúng con đón chào sự hiện diện của Thánh Linh Ngài. Vì chính mình Ngài là đấng bày tỏ lẽ thật cho chúng con. Và Ngài chỉ có một mình Ngài mà thôi. Đừng đem chúng con đến gần với tấm lòng của Ngài. Ngài chỉ là đấng chỉ duy một mình Ngài. That can take us into your heart. Và có thể đem chúng con đến gần với tấm lòng của Ngài. You know everything about us. Chúa biết tất cả mọi sự về chúng con. You have fearfully and wonderfully made us. Chúa đã tạo dựng cho chúng con một cách đáng sợ và lạ lùng. Great and mighty are your works. Chúa ơi, công việc của Ngài thật vĩ đại và lớn lao. And that my soul knows well. Đã rồi, tâm hồn của chúng con biết rõ điều này. You know everything about me. Chúa biết tất cả mọi sự về cuộc đời chúng con. You know my thoughts. Chúa biết về ý tưởng của chúng con. You know when I lay down at night. Chúa biết khi chúng con đặt lưng xuống ngủ. You know when I rise up in the morning. Chúa biết khi chúng con thức dậy vào buổi sáng. You are intimately acquainted with all of my ways. Và Chúa biết tất cả các đường lối của chúng con một cách rõ ràng. And there is not a word in my mouth. Và không có một lời nào từ ra miệng của chúng con
that you don't know it all together. Mà Ngài không biết cả. I welcome you in this place today. Chúa ơi, con đón chào Ngài tại nơi đây. I can do nothing without you. Trời ơi, con không thể làm được một điều gì ngoài Ngài. I yield myself to you this afternoon. Ôi Chúa, con dâng chính mình con buổi chiều hôm nay trong tay Chúa. Have your way. Xin Chúa bày tỏ đường lối của Ngài. Open the minds and hearts of your children. Chúa mở tấm lòng và tâm trí của con cái Ngài. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. When I think about the Father, khi tôi nghĩ đến người Cha, we call him, you know, the Father of the Word, right? Chúng ta gọi là Ngài là Cha của lời. The Father of our faith. Và Cha của đức tin. He is the Father who comforts us. Và đáng lẽ người Cha luôn luôn an ủi chúng ta. He is the Father who gives us strength. Là người Cha ban cho chúng ta sức mạnh. When we are weak. Khi chúng ta yếu đuối. He is the Father who gives us wisdom. Và Ngài là người Cha ban chúng ta sự khôn ngoan. He is the Father who loves us. Là người Cha yêu thương con cái Ngài. More than we'll ever know. Hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể hiểu được. He's given us this book. Và Ngài ban cho chúng ta quyển Kinh Thánh này. To learn of him. Để học hỏi, học biết về Ngài. To know what he thinks about us. Và biết những cái về chính bản thân mình. To be able to relate to him as a father. Và chúng ta có thể có một cái mối tương quan với Ngài giữa cha và con với nhau. We don't always understand him. Có thể là chúng ta nghĩ chúng ta không hiểu được Chúa. But I want to give you a glimpse today. Và tôi muốn cho quý vị hé mở cho quý vị một chút xíu. Into his heart. Về tấm lòng của Đức Chúa Trời. For you. Cho chúng ta. I have not always known him. Tôi không nhận biết về Ngài. And yet I have known him in a bad way. Tôi biết về Chúa trong một cái cách mà không hay lắm. But when I passed through a crisis in my life, khi mà tôi đi qua những cái chặng đường mà giống như là những cái khó khăn trong cuộc đời của tôi, I began to learn about him. Và tôi bắt đầu học hỏi chính về Chúa. Not just going to church, không phải chỉ đi nhà thờ mà thôi, and hearing about him, và nghe về Chúa mà thôi, but learning about him, nhưng mà học về chính Ngài. In the dark hours of my life, trong những cái giai đoạn khó khăn nhất, đen tối nhất của cuộc đời tôi, he loves us. Chúa yêu thương chúng ta. He loves us. Chúa yêu thương chúng ta. The last 3 years, trong 3 năm vừa qua, this nation has gone through a crisis. Đất nước mà chúng ta đang sống đi qua những cái chặng đường hết sức khó khăn. We literally witnessed. Chúng ta thực sự chứng kiến được the shutting down of the world. Coi như cả thế giới đã bị đóng cửa lại. Of the nations. Và nhiều tất cả các quốc gia trên thế giới. Right? Phải không ạ? We see the power of fear, don't we? Chúng ta gần như kinh nghiệm được cái sức mạnh của sự sợ hãi. And the control that fear has. Và cái sức mạnh, cái sự bao trùm của cái sự sợ hãi đó như ảnh hưởng như thế nào? But you know, we have all experienced this crisis together. Và tất cả chúng ta kinh nghiệm điều này chung với nhau. Some of us have come through it. Trong vài trong chúng ta vượt qua được điều đó. Strong. Mạnh mẽ. Some of us have come through it struggling. Có những người đi qua cái chặng đường đó bây giờ vẫn còn khó khăn trong cái vấn đề đó. We all have been shaken.
Và tất cả chúng ta đã bị được rung động. And understand how powerful fear can be. Và hiểu được rằng cái sự sợ hãi nó có một cái sức mạnh như thế nào. But we know that God is in control. Và chúng ta biết rằng Chúa cai quản mọi sự. Don't we? Chúng ta có biết điều này rồi phải hả? He is still in control. Ngài vẫn ở trong cái vị trí cai quản của Ngài. No matter what's going on in the world. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra trên thế giới này. We can hide ourselves. Chúng ta có thể trốn một nơi nào đó. In Him. Ở trốn, giấu chúng ta ở trong Chúa. He's our refuge. Vì Ngài là đồn lũy của chúng ta. He's our strength. Vì Ngài là sức mạnh của chúng ta. He's the one we run to. Vì Ngài là đấng mà chúng ta chạy vào để nương náu. In times when it's shaking. Trong cái thời gian mà chúng ta bị những cái sự khó khăn, nguy hiểm. Living in this world, sống trong cái thế giới này, this fallen world, cái thế giới mà đã bị sa ngã, we will go through struggles. Chúng ta sẽ đi qua nhiều cái khó khăn lắm. We will go through troubles. Chúng ta sẽ đi qua những sự khó khăn. We will experience shaking. Chúng ta sẽ kinh nghiệm những sự rung lay chuyển trên đời sống chúng ta. This last year has been difficult for some of you. Và tôi biết được rằng những năm vừa qua có những sự khó khăn trên cuộc đời của quý vị. It's been hard. Rất là khó phải không ạ? It's been hard. Nó thật là khó. To lose loved ones. Đối với những người thân của chúng ta. To lose a job. Là có những người bị mất việc. To lose. Bị mất. When everything is shaking around you. Tất cả những cái gì nó bị rung động, nó bị lay chuyển. Let's look into the word. Chúng ta cùng xem lời Chúa. I want to go to Mark 4:35. Chúng ta sẽ đọc ở trong sách Mark đoạn 4 câu 35. Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Giêsu bảo các môn đồ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Oh, good. Wow, you are efficient. Okay. So but you have them in Vietnamese. Okay. Yeah, yeah. Okay. So if you read Mark 4:35. Oh, okay. I'm learning how to work with an interpreter here. Okay, 35, but it's 35 through. You say 4:35, just one. Oh, I'm sorry. No, no. Mm-mm. Through 41. 35 through 41. Yes. Tôi xin đọc thêm nữa từ câu 35 cho đến câu 40. Xin lỗi quý vị là trong cái bản mà cô gửi cho tôi trước đây không chỉ có một câu mà thôi. Tôi xin đọc tiếp nha. Chiều hôm ấy, Đức Chúa Giêsu bảo các môn đồ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Sau khi lìa đoàn dân, Ngài ở cùng trong chiếc thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi. Có một số thuyền khác cùng đi nữa. Có một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng, hãy yên đi, lặng đi. Gió liền ngừng bặt và biển lặng như tờ. Rồi Ngài bảo các môn đồ, sao các con sợ hãi đến thế, không có đức tin sao? This was an invitation. Đây là một cái lời mời. By Jesus to enter into a storm. Đây là chính miệng Chúa Giêsu đón mời chúng ta bước vào cái cơn bão với Ngài. Did he know the storm was coming? Chúa có biết là cái cơn bão sẽ đến không quý vị? That's right, he did. Yeah, Chúa biết chứ. The storm was so powerful. Cái bão này nó rất là mạnh. That the waters began to come into the boat. Nói mà nước bắt đầu đổ vào thuyền. That's serious. Và đó là một cái hiện trạng hết sức là khó khăn đó. Some storms are serious. Có những cơn bão hết sức là and they can threaten nguy hiểm.
And they can threaten life. Và nó có thể đem đến giết mạng sống. Where was Jesus? Chúa Giêsu đang ở đâu vậy? He was in the bottom of the boat. Ngài đang nằm ở dưới lòng thuyền. Asleep. Ngủ. The storm was happening. Cơn bão thì đang nổi. And he was asleep. Nhưng mà Chúa thì đang ngủ. But what's happening to his disciples? Và những cái người môn đồ của Chúa thì như thế nào? They are in fear. Họ đang có một sự sợ hãi đè nặng trên họ, cho chính bản thân của họ. So they run to Jesus. Và họ chạy đến với Chúa. And they call him teacher. Nói thầy ơi. Do you not care that we are perishing? Chúa ơi, Chúa có biết là chúng ta sắp sửa chết đây không? In times of crisis, trong những cái giai đoạn mà khó khăn, hoạn nạn đó, the heart can begin to question where God is. Tấm lòng của chúng ta sẽ có những câu hỏi là Chúa đâu rồi? And why? Và tại sao điều này xảy ra cho tôi? These things are happening. Tại sao điều này xảy ra cho tôi? Then Jesus arose and he commanded the storm to stop. Và Chúa đã thức dậy và Ngài ra lệnh cho cơn bão đã ngừng lại. He took authority over the storm. Và Ngài đã dùng uy quyền của Ngài trên cái cơn bão đó. And asked the disciples who had been with him. Và Chúa hỏi những môn đồ nào đã từng ở với Ngài. Everywhere he went. Bất cứ nơi nào Chúa đi, họ cũng đi theo. Họ đã đi với Chúa. They saw him do miracles. Họ thấy Chúa làm phép lạ. They saw him move in power. Họ thấy Chúa đã vận hành trong quyền năng của Chúa như thế nào. And great authority. Với là một cái uy quyền lớn lao. And he asks them, "Why are you fearful?" Và Chúa nói là tại sao các con sợ hãi như vậy? How is it that you have no faith? Tại sao là các con không có cái đức tin gì hết trơn vậy? Have you ever been in a storm? Quý vị có bao giờ từng trải đi qua một cái cơn bão không? Where you questioned your faith? Và bắt đầu đặt câu hỏi về cho đức tin, trong đức tin của mình. If you've never been in a storm, nếu quý vị chưa bao giờ từng trải một cái qua một cơn bão nào đó, you might not know what it feels like to question your faith. Thì quý vị có thể không có một cái nghĩa không hiểu được là chúng ta sẽ đặt câu hỏi về đức tin của mình. You might not know whether you have strong faith or not. Quý vị sẽ không biết là đức tin của mình mạnh tới đâu. Testing, đây là một cái sự thử thách, is designed to locate where your faith is. Cái sự thử thách xảy ra để giúp cho chúng ta biết là đức tin chúng ta đang ở trong tình trạng nào. It's easy to come to church. Rất là dễ để đi nhà thờ. Sunday after Sunday. Hết chủ nhật này qua chủ nhật khác. Hear the word. Nghe lời Chúa. Fellowship. Thông công với nhau. Have a good time. Có một cái thời gian rất vui vẻ với nhau. Just get in a storm. Nhưng mà khi bước vào một cái cơn bão. And see what happens. Thì sẽ biết được cái chuyện gì xảy ra đây. Jesus and the disciples were together all the time. Chúa Giêsu và môn đồ của Ngài đi với nhau thường xuyên. So wouldn't you think that Jesus, that he would have rubbed off on them? He would have affected them? Rồi quý vị nghĩ là cứ như là Chúa Giêsu có ảnh hưởng đến các sứ đồ của Ngài không? Các môn đồ của Ngài không? You would think so. Thì chúng ta nghĩ là có chứ phải không ạ? So Jesus is testing their hearts. Chúa đang thử cái tấm lòng của họ. You know, you can be around very strong spiritual people. Quý vị có thể ở gần với những người mà đời sống thuộc linh rất là mạnh mẽ. And just because you're around them doesn't mean you have their power. Quý vị ở gần họ nhưng không có nghĩa là quý vị có cái uy quyền giống như họ. Just because you're around the pastor. Quý vị ở gần vị mục sư nào đó. Doesn't mean you have that same anointing. Không có nghĩa là quý vị có được cái sự sức giàu của người mục sư đó. So we're looking at a scenario where Jesus is testing what's in them. Và chúng ta đang nhìn vào một cái bối cảnh là Chúa Giêsu đang thử thách đức tin của họ.
You know, as Christians, isn't that important for us to know? Như là một người theo Chúa, chúng ta thấy cái điều này có quan trọng không ạ? We don't always want to know because we don't want the testing. Chúng ta không muốn biết bởi vì chúng ta không muốn đi qua những cái bài thử thách. Because the testing is too painful. Bởi vì những cái bài thử thách đó nó rất là đau đớn. We want a comfortable faith. Chúng ta muốn có một cái đức tin mà dễ chịu. The disciples were comfortable with Jesus. Họ rất là dễ chịu, thoải mái khi mà họ bước theo Chúa Giêsu. They got around him and they were watching the miracles and having fun. Và như họ được chứng kiến Chúa Giêsu làm những phép lạ và họ rất là vui vẻ, phấn khởi về những cái phép lạ đó. They were popular around Jesus. Và họ trở nên là rất là nổi tiếng nữa, đi theo Chúa Giêsu nữa. But Jesus wasn't satisfied with that. Nhưng mà Chúa Giêsu không có thỏa lòng với những cái điều đó. So the storm came knocking. Và cơn bão đã đến gõ cửa nhà rồi. Storms come in different ways to all of us. Và cơn bão nó đến với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. It could be sickness. I'm sorry. It could be sickness. Có thể là vì bệnh tật. Poverty. Sự nghèo khổ. Trouble with children. Có sự khó khăn với con cái của mình. It can be so many things. Có thể rất là nhiều cách khác nhau. God allows. Và Chúa cho phép nó xảy ra. Because it's an invitation. Vì đó là một cái sự mời của Chúa. To step in. Để mà chúng ta bước vào. To an increase in your faith. Bước vào cái sự tăng trưởng trong đức tin của mình. In God. Trong Chúa. So these disciples. Và những sứ đồ, những môn đồ này. He's asking them a conversation. He's having a conversation with them and asking them a question. Và họ có một cái cuộc nói chuyện với Chúa. Họ hỏi Chúa. Why are you so fearful? Và Chúa hỏi họ là tại sao các con sợ hãi quá như vậy? Has God ever asked you that question? Chúa có bao giờ hỏi quý vị câu này chưa? Have you ever been fearful about something? Quý vị có bao giờ đã đi qua một cái dạng đường rất là sợ hãi không? We all have. Chúng ta đều trải qua hết. So when they go through this experience with Jesus. Và khi đi, họ đi qua, họ kinh nghiệm cái điều này với Chúa Giêsu. After the storm calmed down. Sau khi cái cơn bão nó lặng yên xuống. Their response was. Và cái sự phản ứng của họ là. Who can this be? Người này là ai vậy? Who can this be? Người này là ai vậy? Were they intimate with him? Có phải là họ đã đi theo Chúa bao nhiêu lâu nay không? No. First of all, they called him teacher. Đầu tiên là họ gọi chính Chúa là thầy. And then they asked, "Who is this?" Và tôi cũng hỏi là người này là ai vậy? That even the wind and the storm obey him. Nghĩa là ngay cả sóng gió phải vâng lời người này. Well, you know they never questioned that in other things that Jesus did, other miracles that he did around them. Như họ không có những cái câu hỏi khi họ chứng kiến những cái phép lạ khác Chúa làm. Because Jesus was addressing them personally. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói với họ một cách cá nhân. Their personal faith. Chúa nói đến cái đức tin cá nhân của chính họ. He was going to the heart of the matter. Và Chúa đã đi thẳng vào cái vấn đề là trái tim, tấm lòng. And what did he find? Và Chúa đã tìm thấy điều gì? Why are you so fearful? Tại sao các con quá sợ hãi như vậy? Have these 3 years been fearful? Rồi các con trong vòng theo ta 3 năm cũng sống trong sự sợ hãi này vậy hả? Who is this man? Và họ hỏi là người này là ai vậy? That even the winds and the storm obey him. Đến nỗi mà gió và biển phải lắng nghe lời người này. You see, they're wondering within their heart. Và họ có những cái sự thắc mắc trong lòng của họ. You see, when you go through affliction or trouble in your life. Quý vị đi qua một cái sự khó khăn thử thách nào đó trong cuộc đời của mình. God takes every opportunity. Và Chúa sử dụng đó là những cái cơ hội.
to go deep in your heart. Để đi sâu vào trong tấm lòng của chúng ta. About your faith and trust in him. Và trong vấn đề đức tin của chúng ta và chúng ta tin cậy nơi Ngài bao nhiêu. There are storms that are deeper than others. Có những cái cơn bão nó nặng hơn những cơn bão khác. But the storms and the crises of life are meant to bring us into an awakening. Và những cái cơn bão đó nó có một cái mục đích đó là để tỉnh thức chúng ta. God doesn't want his children to be fearful. Chúa không muốn con cái của Ngài sống trong sự sợ hãi. We will face storms in this world. Chúng ta sẽ gặp khó khăn trong cuộc đời này. What does he say? Be of good cheer. Chúa nói như thế nào? Hãy vui mừng lên. For I have overcome the world. Bởi vì ta đã thắng thế gian rồi. But when we're in a storm, nhưng mà khi chúng ta ở trong một cái cơn hoạn nạn, thách thức nào, thử thách nào đó, are we being of good cheer? Và chúng ta có cái thái độ là vui mừng hay không? Storms come. Những cơn bão sẽ đến. Things you don't understand will come into your life. Những cái điều mà chúng ta không hiểu được nó sẽ xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. And God allows it. Và Chúa cho phép nó xảy ra. I never faced storms in my life until maybe 5-6 years ago. Tôi không có đương đầu với một cái cơn sóng gió nào trong cuộc đời của tôi cho đến từng 5-6 năm trước đây. I was comfortable in my faith. Tôi rất là thoải mái trong đức tin của tôi. I had wonderful opportunity. Tôi có những cái cơ hội rất là tốt. My life with God was secure. Còn cuộc đời của tôi với Chúa là hoàn toàn được bảo đảm. Until the storm came. Cho đến chừng cơn bão đến. And I began to realize. Và tôi bắt đầu nhận thức ra rằng. That I did not have the faith. Là tôi không có cái lượng đức tin. To endure. Để mà chịu đựng được cái cơn bão này. And Jesus would have said to me. Và Chúa Giê-xu cũng đã hỏi tôi câu này. Daughter, why are you fearful? Con gái của tôi, tại sao con sợ hãi quá vậy? Because I didn't know him. Bởi vì tôi không biết Chúa là ai. Intimately. Không biết Chúa một cách thân thiết. Yes, it's a journey. Và đó là một cái quá trình. But it's a journey of connection. Đó là một cái hành trình đem lại cái sự nối kết. Of conversation. Của những cái buổi nói chuyện với nhau. Conversation. Những cái cuộc nói chuyện. Questions. Có những câu hỏi đặt được ra. You know, as a Catholic, I was not taught that way. Như trước đây tôi là một người Công giáo và tôi không được dạy như vậy. I was taught to fear God. Tôi được dạy là hãy kính sợ Chúa. Be quiet and do what the word says. Yên lặng và lời Chúa nói như nào làm y như vậy. How do you ever get to know and be intimate with Father God being like that? Chúng ta có được cái mối thông công mật thiết như vậy trong cái cách như vậy không? He wants to have conversation with his children. Chúa muốn có một những cái cuộc nói chuyện thân mật với con cái của Ngài. If you don't have conversation, Dora, with your children, nếu quý vị có con mà không có những cái cuộc nói chuyện với con của mình, thì nó sẽ giống như thế nào? You have to have it. Chúng ta phải có, phải không ạ? That's your connection to your children. Thì đó là cái nối kết giữa chúng ta với con cái của mình. We live without that connection sometimes. Đôi khi chúng ta sống mà không có cái sự nối kết đó. And then when trouble comes, và khi sự khó khăn đến, we're freaking out. We're like, và chúng ta sợ hãi, chúng ta không biết là phải làm gì. Okay, God, what do you want me to do? What do you want me to do? Chúa, what do you... con phải làm gì đây? Con phải làm gì đây? And all he's saying is, my child, fear not. Và Chúa chỉ nói nhẹ nhàng thôi, con ơi, đừng có lo, đừng có sợ gì hết. Be still. Và hãy yên lặng. Fear not. Đừng sợ hãi. The disciples were acquainted with Jesus. Những cái môn đồ này họ rất là họ gần gũi với Chúa, họ biết Chúa. We can be acquainted with Jesus. Chúng ta có thể biết Chúa
but not know him. Nhưng mà thực ra không biết Chúa về chiều sâu. Right there, that story can tell you that. Ở trong cái câu chuyện vừa rồi cho chúng ta biết được như vậy. They didn't know Jesus. Họ thật sự không biết Chúa rõ ràng. Who is this man? Và họ đặt câu hỏi là người này là ai? A storm can bring you to wonder what's going on around you. Một cái cơn bão trong cuộc đời chúng ta sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ là cái điều gì đang xảy ra xung quanh chúng ta đây. Where is God in your life? Và Chúa đang ở đâu trong cuộc đời của chúng ta? You know, Jesus uses questions. Và Chúa Giêsu sử dụng những cái câu hỏi này to get communication with us. Và Chúa đặt ra những câu hỏi này để mà đem lại có cái buổi nói chuyện tương giao giữa chúng ta với Ngài. He asked Peter. Chúa hỏi Peter. Who do men say that I, the Son of Man, am? Đó là người ta nói về ta là ai? What was his answer? Và Peter đã trả lời như thế nào? Okay. Matthew 16. Ở trong Matthew nói rất là rõ. What was his answer? Simon Peter thưa rằng, Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. And then he's asking Peter one on one. Và Chúa hỏi Peter như một với một với nhau đó. Who do you say I am? Chúa nói là chính mình con Peter, con nói về ta là ai? Who do you say I am? Oh, xin lỗi quý vị, hồi nãy tôi đọc lộn cái câu khác. Người ta nói là Chúa Giêsu là vị tiên tri, là Elise, là Jeremy. Bây giờ Chúa hỏi Peter, con nghĩ ta là ai? Who do you say I am? Chúa nói là chính con nói về ta là ai? Not what your friends say. Không phải là bạn của mình nói về Chúa là ai. What you say I am. Chính bạn. Your personal witness and knowledge of God is what he's asking. Cái điều mà Chúa hỏi đây đó là cái kinh nghiệm cá nhân của chúng ta biết về Chúa là gì? I've had the experience of people coming to me. Tôi có cái kinh nghiệm này khi người ta đến với tôi. And telling me of a powerful message somebody told them. Và họ kể lại cho tôi nghe một cái những cái bài giảng hết sức là hùng hồn. And I often ask them, what did you get out of the message? Thì tôi hỏi là quý vị học được điều gì qua cái bài giảng đó? Not what they said, but what you say. Coi như không phải họ nói gì nhưng mà bạn nhận được điều gì? That kind of question you begin to wonder within your heart. Và đó là những cái câu hỏi mà chúng ta bắt đầu đặt ra trong tấm lòng của mình. That is very important to God. Và những câu hỏi đó hết sức quan trọng trước mặt Chúa. He asked Peter, who do you say I am? Chúa hỏi Peter một cách trực tiếp là con nói về ta là ai? And Peter said to him, you are the Christ. Và ông đã trả lời là Thầy chính là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. The Son of the living God. Con của Đức Chúa Trời hằng sống. No flesh revealed that to Peter. Và không phải là từ bản chất con người xác thịt của ông cho ông biết điều này. God by the Holy Spirit revealed it to him. Chính Chúa qua Thánh Linh của Ngài đã bày tỏ cho Peter điều này. The gospel is meant to be intimate with us. Và lời của Chúa cho chúng ta biết để chúng ta có được một mối thông công mật thiết với Chúa. Not what others say. Không phải là điều gì người ta nói. Not repeating what other people tell you. Hoặc là lặp lại những cái điều mà người ta muốn mình nói. What do you say? Quý vị nói điều gì với Chúa? He asked Adam. Chúa hỏi Adam. Adam. Where are you, Adam? Con đâu rồi, Adam? Con đang ở đâu? In Genesis. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Did he lose Adam? Có phải là Chúa lạc hướng Adam không? I don't think so. Tôi không nghĩ như vậy. He designed the question to go deep within the heart of Adam. Chúa đã đưa ra câu hỏi này để Ngài đi vào cái tấm lòng của Adam. He was asking Adam, where are you spiritually? Chúa muốn hỏi rằng,
con đang ở đâu trong đời sống thuộc linh của con. He asked Cain of his brother. Và Chúa đã đặt câu hỏi này với Cain về đứa em trai của mình. Where is your brother Abel? Em của ngươi đâu rồi? Abel đâu rồi? What did Cain say to God? Và Cain đã trả lời như thế nào? Am I my brother's keeper? Tôi có phải là người giữ em của tôi hay không? I don't know where he is. Tôi đâu biết nó ở đâu đâu. He had just killed Cain. Mà mới đó giết em mình. All because of an offering. Bởi vì qua một cái điều duy nhất thôi, đó là cái sự dâng hiến. Again, God asks him. Và một lần nữa Chúa hỏi Cain. Not because God doesn't know. Không phải là Chúa không biết cái chuyện gì xảy ra. But because he knows. He wants Cain to look into his heart. Bởi vì Chúa biết rất là rõ nên Chúa muốn Cain nhìn thẳng vào tấm lòng của mình. He asked the woman who had that infirmity. Chúa hỏi cái người phụ nữ mà that có bệnh blood infirmity. Bệnh về bị huyết chảy á. Yeah. He said who touched me. Chúa hỏi là ai đã đụng ta. Oh, but the disciples said, Master, they all touched you. Và các sứ đồ nói rằng mọi người ở đây đều đụng tới Chúa hết. He said, no, someone touched me. Chúa nói không, có một người đã đụng đến ta. Because I felt that presence coming out of me. Bởi vì ta cảm nhận được một cái lực đi ra khỏi ta. The crowds were around him. Và Chúa đang được bao trùm bởi một cái đám đông. He knew the desperation of the heart of one in that crowd. Và Chúa nhận ra, Chúa biết được cái tấm lòng hết sức là cần đến Chúa của người phụ nữ đó. The desperation of this woman's heart. Cái sự thống hối, cái sự cần thiết biết bao nhiêu của người phụ nữ này. She lost everything. Bởi vì cô mất tất cả mọi sự. She was desperate. Cô coi như ở trong cái tình thế tuyệt vọng đó. She was unclean. Vì cô đang ở trong một cái trạng thái là she was supposed to yell out, unclean, unclean, unclean. Đối với người Do Thái ngày xưa, một người phụ nữ bị bệnh đó là đi ra là phải la lên là tôi là người dơ giấy, tôi là người dơ giấy. In her desperation. Và trong cái sự tuyệt vọng của cô. She went into the crowd. Cô đã chạy vào đám đông. When you're desperate. Khi mà quý vị đang thất vọng điều gì? You will do things you never thought you would do. Và quý vị sẽ làm những cái điều mà quý vị không nghĩ là mình sẽ làm những cái điều đó. To reach the hem of his garment. Để rồi đụng đến trôn áo của Chúa. Because that presence came out of him. Bởi vì cái lực đó đi ra khỏi Chúa. And into her. Và đi vào người phụ nữ đó. He said, "Who touched me?" Chúa hỏi là ai đã đụng đến ta? And he asks all of us today. Và ngày hôm nay Chúa hỏi tất cả chúng ta tại nơi. Who's touching me? Ai đã đang đụng đến ta? Not everybody will touch him in that way. Không phải bất cứ ai cũng đụng đến Chúa trong giống như người phụ nữ này. But a desperate faith. Với một cái đức tin hết sức là khẩn thiết. Will touch the hem of his garment. Thì chúng ta sẽ đụng đến cái thôn áo của Chúa như vậy. When you have nothing, khi chúng ta không còn một cái gì nữa to lean on, để mà dựa vào nữa, and it's total dependence on God, hoàn toàn dựa vào Chúa, that virtue will leave him to you. Và cái lực ở trong Chúa sẽ đến với chúng ta. Và là năng quyền của Chúa sẽ đến với chúng ta. He asked a man who had been sick for 38 years. Chúa hỏi một cái người đàn ông này đã bị bệnh 38 năm. Do you want to be made whole? Ngươi có muốn được chữa lành hoàn toàn không? Well, wouldn't you think it was obvious that he would want to be made whole? Quý vị có nghĩ là đây là rất là rõ ràng là cái ông này ông muốn được chữa lành phải không ạ? Right? Phải không? Jesus knew that.
Chúa biết điều này. But Jesus was taking it a step further. Nhưng mà Chúa đang đi một cái bước xa hơn. He was going into the heart of that man. Chúa đi vào tấm lòng của người đàn ông này. Because he found out what that man truly believed. Bởi vì Chúa biết được tấm lòng của cái đức tin của người này như đang ở đâu như thế. He said, "I cannot be healed." Ông nói là tôi không có thể được chữa lành. Because every time the waters are wrestling. Khi mà nước nó được động đậy. Someone comes in front of me. Thì có một người nào đó đã nhảy vào rồi. He's a cripple. He can't get up and run to the water. Ông này là một người có như bị què, bị liệt. He always found an excuse. Và luôn luôn có những giống như là cái lý do để mà không được. It's easy to find excuse. Rất là dễ cho chúng ta có những cái lý do, những cái Jesus said, "Stand and be healed." Và Chúa nói là hãy đứng lên để được chữa lành. He asked Peter. Và Chúa hỏi Phi-e-rơ 3 times. 3 lần. Peter, do you love me? Phi-e-rơ, con có yêu ta chăng? 3 lần. You remember that? Quý vị có nhớ câu chuyện đó không? Peter, do you love me? Phi-e-rơ, con có yêu ta không? Oh Lord, you know I do. Ôi Chúa ơi, Chúa biết là con yêu Ngài. Why would God ask him that if he knew that Peter loved him? Tại sao Chúa Giê-xu hỏi ông 3 lần mặc dù Chúa biết điều này? Because he was looking into Peter's heart. Bởi vì Chúa đang nhìn vào tấm lòng của And he Phi-e-rơ. Wanted Peter to know what was in his own heart. Và Chúa muốn Phi-e-rơ biết được điều gì trong tấm lòng của ông. You know, Peter denied Jesus. Chúng ta biết là Chúa ông đã chối Chúa. I don't know him. Tôi không biết người này là ai. See, the heart can be wicked. It can be hard. Tấm lòng của con người đôi khi nó rất là In one voice, kinh khủng. Peter says, "Oh Lord, you know I love you." Một bên đó thì ông nói, "Ôi Chúa ơi, Chúa biết là con yêu Chúa." In another voice, he says, "I don't know him." Nhưng một cái tiếng nói khác cũng chính trong Phi-e-rơ đó là, ta không biết người này là ai. You see the contradiction, the confusion. Đối nghịch không ạ? Giữa một con người. Jesus knew everything about these people he had conversation with. Chúa biết rõ tất cả những người mà Chúa có những câu nói với họ. He knows everything about you. Chúa biết tất cả mọi điều trên chúng ta. Everything. Trong chúng ta. Mọi sự. Everything. Mọi sự. Mọi sự. How much time do we have? As much as you need, right? Usha karabasata. Jesus, ý, let's land this one here. They all, you know, knock the head, you know. You have all the time you need. Okay, all right. So, yeah. Oh, hey. He wants to get personal and intimate with you. Chúa muốn có một cái mối quan hệ rất là gần gũi, rất là cá nhân với quý vị. Are you ready? Quý vị có sẵn sàng chưa? Sẵn sàng không? Are you ready? Quý vị có sẵn sàng không? This year he would challenge you. Năm nay Chúa sẽ thách thức quý vị đó. You see, every character in the Bible. Tất cả những cái nhân vật trong Kinh Thánh này reflects us. Đó là phản chiếu về chính bản thân It mình. It really does. Thấy không ạ? Every character. Mọi nhân vật ở trong Kinh Thánh. None of these people in the Bible were holy. Tất cả những người này không có ai mà thánh khiết hết. They were human. Họ giống là con người như chúng ta. They struggled. Họ có những cái sự tranh chiến. But God was with them. Nhưng mà Chúa ở với họ. You remember the crisis that happened to Job? Quý vị có nhớ ông Phi-e-rơ đi qua một cái trận, ông Job đi qua trận đường khó khăn như thế nào không? That apparently happened within a 9-month period of time. Và nó xảy ra trong vòng 9 tháng trời. Now, I've spent a lot of time in that book. Tôi đọc sách Job này rất là nhiều lần. You know, when Job started out,
Chú biết, chúng ta biết là đời sống của Job bắt đầu như thế nào. He was a devout man. Ông là một người kính sợ Chúa. Who feared God. Người nghe thẳng kính sợ Chúa, lời Chúa nói như vậy. And he even went to the temple to make offerings for his children in case they sinned. Và ông đi vào đền thờ để dâng của lễ chuộc tội cho con cái của mình để lỡ mà nó có phạm tội trước mặt Chúa. He was very religious. Ông này là rất là giống như là And then the crisis came. Và khi cơn bão đến. Most of us know what happened to him. He was stripped of everything. Và chúng ta thấy là ông bị lột trần mọi thứ trong cuộc đời của ông. And yes, when you're going through that level of crisis, và khi ông đi qua một cái thử thách mà một, there will be many opinions around you of people that will observe you and wonder, are you in sin? Và có những cái người xung quanh chúng ta sẽ đặt câu hỏi, ồ, cái người này có phạm tội gì không? Opinions. Và những cái ý kiến khác nhau, ý kiến ý cò. Well, you need to have more faith. Và lúc đó chúng ta cần có đức tin. Well, you're in sin. You're in sin. Và chúng ta đang ở trong tội lỗi. People have opinions about what you're going through. Người ta sẽ có những cái ý kiến về cái điều gì mà chúng ta đang đi qua. As Job did. Giống như là ông Job đã từng trải. But his story didn't end with loss. Và chúng ta thấy là câu chuyện này nó không có dừng lại trong cái sự mất mát. God never ends your story with loss. Chúa không có kết thúc cuộc đời của chúng ta, câu chuyện của chúng ta trong những cái sự mất mát. Never, không bao giờ. He is not that way. Chúa không phải là người như vậy. He will allow things to come. Chúa cho những cái chuyện xảy ra. That will cause you to question him. Để rồi chúng ta có đặt ra những câu hỏi cho Ngài. Question your faith. Đặt câu hỏi về đức tin của chúng ta. But it's okay. Nhưng mà cái điều đó tốt. Because you get on the other side. Bởi vì chúng ta sẽ đi qua được bờ bên kia. If you're willing. Nếu chúng ta muốn. To surrender to his voice. Và chúng ta coi như là đầu hàng với Chúa, đầu hàng trước mặt Chúa. So all this testing Job went through. Và tất cả những cái sự thử thách mà ông Job ông phải đi qua. He said at the end, at the culmination of this testing. Và ông nói sau cùng ông kết thúc như vậy qua cái chặng đường đó. 42:5-6, if you can read that. Dạ, tôi sẽ đọc câu 5 và câu 6 ở trong Job, đoạn cuối cùng. Sau những ngày tiệc tùng, trước đây tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài, vì vậy con ghê tởm chính mình và ăn năn trong tro bụi. His eyes were opened. Mắt của ông đã được mở ra. His eyes were opened. Mắt của ông được mở ra. He began to see God. Ông bắt đầu thấy được Chúa. After all his trouble. Sau qua cái 9 tháng đau khổ đó. Why does it take trouble for our eyes to open up? Tại sao phải cần có những cái sự khó khăn thách thức để mắt chúng ta được mở ra? Because in our self-sufficiency. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chính bản thân mình có thể lo được cho mình. We don't need God that intimately. Chúng ta không cần đến Chúa trong một cái sự gần gũi như vậy. And it does take a shaking in our lives. Bởi vậy nó cần đến những cái sự rung chuyển như vậy trong cuộc đời của chúng ta. For God to wake us up. Để rồi Chúa mới đánh thức chúng ta dậy. So that we too can say. Để rồi chúng ta có thể nói được như vậy. My eyes see you now. Trước đây con có nghe đồn về Chúa. That's a transformation. Nhưng mắt con đã thấy Ngài và đó là một cái sự chuyển đổi of his heart. Một cái sự thay đổi trong tâm lòng của ông. A transformation. Đó là một cái sự chuyển đổi. Thay đổi. This world will put you to sleep. Thế gian này nó sẽ để cho chúng ta ngủ ngon, ngủ yên. When you stay connected to this world system, để chúng ta ở trong cái hệ thống của thế gian này, it kills your faith. Nó sẽ giết đức tin của chúng ta. That's why crises at times will shake your faith open.
Thành ra đức tin có những cái sự thách thức khó khăn đó để mà rung chuyển đức tin của chúng ta lên. He never leaves us in crises. Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta trong những cái hoạn nạn thử thách khó khăn đó. Crises can bring you into transformation. Và trong những cái hoạn nạn đó sẽ đem chúng ta đến cái sự thay đổi. To everything there is a time and a season under heaven. Trong mọi hoàn cảnh những cái có mọi sự xảy ra trên cuộc đời chúng ta nó có đã được sắp xếp rồi. The book of Ecclesiastes talks about the seasons and times of our lives as human beings. Sách đó là sách gì? Sách Truyền Đạo nói rằng cuộc đời chúng ta đi qua những cái thời kỳ khác nhau. Those seasons that God outlined in the book of Ecclesiastes are seasons that are meant to take us deeper into His heart. Đó là những cái thời kỳ mà để giúp cho chúng ta đi sâu vào trong tấm lòng của Chúa. When you have a loss, khi chúng ta có một sự mất mát nào đó, that is very close to you, và cái sự mất mát mà nó rất là, what do we do? Nó rất là quý với chúng ta sẽ làm gì đây? We just run on with life. Chúng ta cứ thế mà sống. And go on with life. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa rồi cứ sống như vậy. As our Father, He wants us to sit on His lap. Như là người cha, Ngài muốn con của Ngài ngồi vào trong lòng của Ngài. And He wants to hold us. Và Ngài muốn ôm chúng ta. And He wants us to cry. Và Ngài muốn chúng ta khóc với Ngài. And grieve our losses. Và nói với Chúa những cái sự đau đớn và sự mất mát của chúng ta. That's too uncomfortable. Và những cái điều đó có thể như là nó không thoải mái cho chúng ta để làm điều này. It's too uncomfortable and we don't have time for that. Và nó không thoải mái và chúng ta cũng không có thời giờ để làm cái việc này. It's always an invitation. Và đây là một cái sự mời gọi của Chúa. Always an invitation. Đây là luôn luôn là cái sự mời gọi của Chúa. The Bible says whosoever will. Chúa nói là ai muốn. That means not everybody will. Có nghĩa là không phải ai cũng muốn. Right? 2023. Năm 2023 trước mặt. Will take you in to a place in God's heart. Sẽ đem chúng ta đến một cái nơi mà gần với tấm lòng của Chúa. That you know nothing about. Mà quý vị chưa bao giờ kinh nghiệm được. Believe me. Hãy tin tôi điều này. In my suffering, trong cái sự hoạn nạn của tôi, He has made this word alive in me. Chúa đã làm những lời của Chúa hôm nay trở thành sống động trong tôi. Because I laid aside the cares of the world. Bởi vì tôi bỏ qua những cái sự lo toan về cuộc đời này. And I said to Him, I have to know You. Và tôi nói với Chúa là Chúa ơi, con phải biết Ngài là ai. I have to know Your heart. Con phải biết được tâm lòng của Chúa. For me. Cho con là như thế nào. Not for everybody else. Không phải cho những người xung quanh con, nhưng mà cho chính mình con. Your child. Con là con của Ngài. All this suffering has weighed me down. Tất cả những cái sự khốn khổ này đã đè con xuống. And You say. Và Chúa đã nói rằng. To cast my care upon You. Nó là hãy dâng trao mọi điều lo lắng của con cho Chúa. But I still feel the care. Nhưng mà con vẫn còn thấy lo lắng. Does anybody know what I'm talking about? Quý vị có hiểu tôi nói không, có kinh nghiệm cái điều này không ạ? We're all human. Bởi vì chúng ta là con người. And you're never really gonna know the strength of your faith until you're going through fire. Quý vị sẽ không biết được sức mạnh đức tin của vị đến đâu đến khi mà chúng ta đi qua những sự khó khăn. I did not want to know God this closely in my life. Tôi không có muốn biết Chúa một cách gần gũi như vậy trên đời sống của tôi. I was happy with the gifts. Tôi rất là hạnh phúc với những cái ân tứ mà Chúa ban cho tôi. I was happy with the anointing. Tôi rất là vui vẻ với cái anointing. Sự sức dầu của Chúa.
I was happy to travel all over the world. Tôi rất là vui vẻ được như là đi khắp nơi trên thế giới. It was God's love and mercy. Thì đó là tình yêu và cái sự thương xót của Chúa trên cuộc đời tôi. That He awakened me. Là Chúa đã đánh thức tôi dậy. When He said to Peter, "Do you love me?" Giống như là Chúa hỏi Phi-rơ là con có yêu ta không? Peter loved working for Jesus. Phi-rơ rất là yêu thích làm việc cho Chúa. He loved working for Jesus. Ông rất là muốn làm cái này nọ cho Chúa. Jesus knew that. Chúa Giê-xu biết điều này. He knew that. Chúa biết điều này. He was challenging Peter's heart. Và Chúa đã thách thức tấm lòng của Phi-rơ. About his service to God. Với cái cách mà ông hầu việc Chúa. You know, when our service to God. Khi mà tôi hầu việc Chúa. Is more than our willingness to sit on His lap. Thì chúng ta muốn làm việc này vì Chúa hơn là để ngồi vào lòng của Chúa. We have lost it. Và chúng ta đã đánh mất một cái điều quan trọng. You know, I just like to use good examples of children. Tôi muốn dùng những hình ảnh những đứa trẻ. I don't think Dora, as a mother, she's got two little kids. Giống như em Dora đây có hai đứa, cháu nhỏ đây. Would want her children. To say, okay, mommy, I'm here reporting for duty, whatever you want me to do. Ví dụ như hai cháu đến, ồ, con đây mẹ ơi, mẹ muốn con làm gì đây? And every time mommy just wants to hug them, oh no, mom, what do you need me to do? Nhưng mà bây giờ Dora chỉ muốn ôm con mình thôi, mình mới con nói, bây giờ mẹ muốn con làm gì đây? She's like, no, no, let me just hold you. Không, không, mẹ chỉ muốn ôm con thôi. No, 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 what do you want me to do? I'll go do my chores, I'll go clean the yard, I'll go do everything to make you happy. Ông mẹ ơi, con muốn làm cái này kia nọ để cho mẹ được vui lòng. That's the way we are with God. Và chúng ta cũng làm đối xử với Chúa như vậy. We want to rush and do everything for God. Chúng ta muốn, you know, xông xáo vào bất cứ mọi chuyện cho Chúa. And He says, "Could you just relax?" Và Chúa nói là thôi, bình tĩnh, ngồi yên lại con. Could you just go lay down? Nằm xuống. I remember when God told me that one day. Tôi nhớ một lần Chúa đã nói với tôi như vậy. I was in Vietnam. Tôi đang ở bên Việt Nam. I mean, we're preaching and working in the gospel and all these kind of things. Giảng lời Chúa rồi làm tất cả công việc của Chúa tại nơi đó. And He says to me, "My tôi, love, would you just go lay down?" Con yêu dấu của ta ơi, con nằm xuống. My mind could not comprehend that. Và cái tâm trí của tôi không Some có hiểu được điều này. Of you know what I'm talking about. Quý vị hiểu được điều này phải không? Busy, 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 busy for the Lord. Chúng ta coi như bận rộn, bận rộn, bận rộn, bận rộn cho Chúa. Bận rộn, bận rộn. Busy for the Lord. Bận rộn cho Chúa nha. Oh boy, He said, just could you just relax? Chúa nói là because bình tĩnh. These children will know in their heart their connection to their mother when they let her love them. Những đứa trẻ này nó chỉ có hiểu được tấm lòng của người mẹ nó khi mà nó để cho người mẹ nó ôm nó vào lòng. Not talk to them, không phải là nói chuyện mà thôi. But love them, nhưng mà yêu thương các cháu. Sometimes God just wants us to rest. Đôi khi Chúa muốn chúng ta cứ yên nghỉ như vậy thôi. Relax. Yên nghỉ. Bình tĩnh. Be still. Be still. Yên tĩnh. Well, it was a long time before I could ever obey God. Và tôi cũng mất một thời gian khá dài để tôi vâng lời Chúa trong cái việc này. To go lay down. Để là nằm xuống. Yên nghỉ. My mind was too busy. Cái tâm trí của tôi hết sức là bận rộn. Some of you, your mind is too busy. Trong quý vị ở đây như vậy, tâm trí bận rộn quá. And sometimes things happen. Và đôi khi những cái việc, sự việc xảy ra. They bring you to a place of rest. Để rồi đem chúng ta đến một cái nơi mà chúng ta phải yên nghỉ. God does not bring sickness and disease. Chúa không có đem đến bệnh tật đến cho chúng ta. He is not the creator of chaos and all the things that are happening in the world. God is good. Ngài là không phải tác giả của những sự lộn xộn, những sự
bậy bạ trên thế gian này, tối tăm trên thế gian này. But when we don't obey the law of the Sabbath, và khi chúng ta không có vâng theo cái luật Sa-bát của Ngài, to rest, là luật để chúng ta được nghỉ ngơi đó, that can be a problem. Thì cái đó cũng có thể đem đến sự khó khăn cho chúng ta. So he's asking us, và Ngài hỏi chúng ta hôm nay, intimately, một cách rất sức là thân mật gần gũi. Not as a group, không phải là trong một cái nhóm. One on one. Nhưng mà đây là một đối một. When it's one on one, khi mà một với một, that gets real personal. Thì lúc đó là nó hết sức là cá nhân đó nha. Real personal. Hết sức là cá nhân đó. And that is what God wants to be to us. Và đó là cái vị trí mà Chúa muốn có với chúng ta. The story of Peter, cái câu chuyện của Phi-e-rơ, is really an example. Đó là một cái ví dụ cho chúng ta. Of the church. Ví dụ về hội thánh của Chúa. Do you love me? Các con yêu ta chăng? And I say to God about that question. Và tôi trả lời với Chúa về câu hỏi đó. Only you know. Chỉ có Chúa biết thôi, Chúa ơi. I don't know what's in my heart. Tôi không biết, con không biết cái gì trong tấm lòng của con. But you know. Nhưng mà Chúa biết. Only you know. Chỉ có mình Chúa biết thôi. Questions God asks us all. Đó là những câu hỏi mà Chúa hỏi tất cả chúng ta. Are meant to awaken us. Để mà giúp cho chúng ta tỉnh thức. To the relationship that he wants to have with us. Để mà chúng ta biết được cái mối quan hệ mà Chúa muốn có với chúng ta. At a deeper level. Với một cái chiều sâu hơn nữa. 2023 will present many opportunities to us all. 2023 sẽ đem đến cho chúng ta nhiều cơ hội khác nhau. Will we be like the disciples? Và chúng ta có thể hành xử giống như những người môn đồ của Chúa không? And cry out, Master, don't you care? Và chúng ta than thở với Chúa ơi, Chúa có để ý tới con không? Lord, don't you care? Chúa có quan tâm đến con không? That I'm going through this? Con đang đi qua cái chặng đường quá khó khăn này đây. Questions. Những câu hỏi được đặt ra. Bring reflection. Thì đem đến những cái sự suy nghĩ. And they are designed to look into our hearts. Và những cái câu hỏi đó được đặt ra để cho chúng ta có thể nhìn lại chính tấm lòng của mình. Change does not happen easily. Những cái sự thay đổi nó không thể xảy ra một cách dễ dàng được. Spiritual change in all of us will take time. Những cái sự thay đổi trong đời sống thuộc linh của chúng ta cần thời gian. And a willingness. Và cái sự muốn. To dialogue with God. Nói chuyện với Chúa, tâm tình với Chúa. From a daughter to a father. Giống như mà trong cái vị trí của một người con gái với cha của mình. From a son to a father. Một người con trai với người cha của mình. What is our identity to him? Và chúng ta là ai trước mặt Chúa? What is your identity to him? Quý vị là ai trước mặt Chúa vậy? Be still. Chúng ta yên lặng. Be still. Hãy yên lặng. He wants to know you differently. Chúa muốn biết chúng ta một cách khác biệt bây giờ. In this next year. Trong năm mới này. To take you deeper. Để đem chúng ta đi sâu hơn nữa. Because there is always more to learn about God's love. Bởi vì lúc nào cũng có những cái điều mà chúng ta học hỏi sâu xa hơn về tình yêu của Chúa. When I think about the scriptures that say God is faithful. Khi tôi nghĩ đến câu Kinh Thánh nói là Chúa là đấng thành tín. How does he become faithful to you and I? Chúa thành tín với chúng ta như thế nào? If we aren't in a position where he would need to be consistent with us. Nếu mà chúng ta không ở trong một cái trạng thái là luôn luôn
như là gần gũi với Chúa. How would I know he becomes the rock of my salvation? Làm sao chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta nói được là Chúa là hòn đá của sự cứu rỗi của chúng ta? Do I just learn it in my head? Chúng ta chỉ học từ trong cái tâm trí chúng ta thôi. And I quote it. Và chúng ta nói ra. But I don't live it. Mà chúng ta không có sống. Because I don't know that I don't live it. Chúng ta không biết là chúng ta có sống trong cái câu kinh thánh này không? The word must come alive in us. Lời Chúa phải trở nên sống động trong chúng ta. This is a challenging time for the body of Christ. Và đây là một cái sự thách thức cho thân thể của Chúa. Because many things that we have known in these past years, và những cái điều mà chúng ta thấy được, chứng kiến được trong những năm trước, are going to change. Nó có thể thay đổi, nó sẽ thay đổi. I'll tell you what, my faith and my instruction, the doctrine, all the things that I learned all those 40 some years. Và tất cả những điều mà tôi học được trong 40 năm qua. When they passed through the storm, khi nó cho tôi đi qua một cái sự thách thức, it changed how I saw the word. It changed how I saw the word of God. Và giúp cho tôi thấy được cái lời Chúa một cách khác biệt. Change is important to all of us. Cái sự thay đổi rất là quan trọng cho chúng ta. We can never come into revelation of God in who he is for us if he isn't real to us. Chúng ta sẽ không có được những cái sự bày tỏ từ nơi Chúa nếu mà Chúa không là Chúa thật trên cuộc đời của chúng ta. Just because we read the questions in the Bible, không phải chỉ là đọc những cái câu hỏi trong Kinh Thánh, it doesn't mean those questions don't apply to us. They do. Không có nghĩa là những cái câu Kinh Thánh đó nó được ứng dụng trên cuộc đời của chúng ta. He wants to appear to his children. Ngài muốn bày tỏ chính mình Ngài cho con cái của Ngài. More than ever before in this time that we live. Hơn là bất cứ lúc nào trong cái giai đoạn mà chúng ta đang sống. He doesn't want you to be educated about him. Ngài không muốn chúng ta chỉ được học hỏi, được dạy dỗ về Ngài. He wants you to know him in reality. Ngài muốn chúng ta biết Ngài trong cái đời sống thực tế của chúng ta. Amen. Amen. Who do you say he is? Quý vị nói Chúa là ai? And you can't even answer that question. Và quý vị có thể cũng chưa cả được trả lời được câu hỏi này. Because you don't even know. Bởi vì quý vị không biết Chúa là ai, chưa biết Chúa là ai. Jesus, stir our hearts. Chúa Giêsu khuấy động tấm lòng của chúng ta. Why would I need to hear the Lord is my shepherd, I shall not want, if I'm in want all the time? Chúa Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, mà trong khi đó mình luôn luôn sống thiếu thốn. How does that scripture come real to me? Cái câu kinh thánh đó nó trở thành thực tế như thế nào trên cuộc đời của chúng ta? It's close connection. Đó là một cái mối tương giao gần gũi. And communion. Và đó một cái sự thông công mật thiết with him. Với Chúa chúng ta. We are supposed to be able to say, chúng ta phải lắng lại là nói được cái điều này. What does this say in the word? Cái câu này nói là như thế nào trong lời Chúa đấy? Not assume we know it. Chúng ta không có cho rằng chúng ta biết rồi. But go into God's heart and ask him, what does that mean for me? Nhưng mà chúng ta đi vào tấm lòng của Chúa, hỏi Chúa, Chúa ơi, câu kinh thánh này có nghĩa gì cho con? The times are coming. Đây, cái thời điểm nó đã đến rồi. Where we're going to need him to know him more intimately. Là chúng ta cần phải biết Chúa một cách thân thiết hơn. Because there is a shaking coming. Và có một cái sự rung chuyển sẽ xảy đến. To this world and to the nations. Cho thế gian này, cho mọi quốc gia. That many will not survive. Và nhiều người sẽ không tồn tại. Because they're not willing. Bởi vì họ không muốn. To go after God. Đeo đuổi Chúa, gần gũi với Chúa đó. When it's still easy. Trong khi mà cái hoàn cảnh vẫn còn dễ dàng. I'll wait till the storm comes. Đợi cái chuyện nó xảy ra hả tính.
I did that. Tôi đã làm điều đó. Big mistake. Và đó là một cái lỗi lầm lớn. But then maybe that was what I needed because of human nature. Bởi vì tôi là cũng là một con người. It's good, I'm fine. Không sao, tôi được mà. I know God, he's my friend. Yeah, hallelujah. Tôi biết Chúa là bạn của tôi mà, hallelujah. My heart was far from him. Nhưng mà tấm lòng của tôi thì xa cách Chúa lắm. I didn't know that. Tôi thật sự không biết Chúa. But I'm learning. Nhưng mà tôi học hỏi. Tôi đang học hỏi. As we close here today. Khi chúng ta sẽ kết thúc tại nơi đây. I believe that the Lord wants to stir your heart. Tôi tin rằng Chúa muốn khuấy động tấm lòng của chúng ta. Dependence, total dependence does not just come. Cái sự mà lệ thuộc của Chúa cách hoàn toàn nó không tự nhiên mà nó đến. For a little child it does. Cho một đứa trẻ thì có thể. It's easy for those little boys to depend on mama and daddy. Rất là dễ cho những đứa trẻ nhỏ nó. It's in them. Đó. But what about us grown-ups? Lệ thuộc vào mẹ mình phải không ạ? We trust in everything. But this, that has to change. This has to become real, more real and alive to us than it has in the past. Là có thể là chúng ta biết lời Chúa trong những năm trước đây, nhưng mà bây giờ chúng ta phải biết kinh nghiệm được lời Chúa sống động cho chúng ta trong thời điểm này. I was very independent of God. Trước đây là tôi một cái người mà giống như là hoàn toàn là very tự do độc lập, hoàn toàn khỏi Chúa. Very independent of God. Rất là độc lập khỏi Chúa. I could do it all. Tôi có thể làm được mọi sự. And then one day. Nhưng mà một ngày đó. My house came crashing down. Và nhà của tôi đã sụp đổ. Oh my God. Ôi Chúa. He is teaching me how to depend on him. Và Chúa dạy tôi biết cách mà để mình lệ thuộc vào Ngài như thế nào. There's nothing like it. Không có cái gì mà có thể so sánh với. There's nothing like it. Không có cái gì mà nó có thể mà xảy when ra. When you know in your mind and your heart. Và quý vị biết được trong tâm trí và tấm lòng của mình that rõ ràng. Your daddy. Là Ngài chính là he's cha của quý vị. Your source. Ngài là nguồn của quý vị. He's your shepherd. Ngài là đấng chăn giữ quý vị. You have no need. Và chúng ta không có một cái nhu cầu nào cả. No fear. Không có một sự sợ hãi nào cả. He said my children don't fear. Chúa nói rằng con cái của ta không sợ hãi, không sợ. It's not in them to fear. Không phải ở trong cái sự sợ hãi đó. Cause they trust in me. Bởi vì con cái của ta trông cậy nơi ta. It's a journey. Đó là một cái hành trình. He's got to take you into your mind and your heart. Chúa phải đưa chúng ta trở về vào tấm lòng và tâm trí của chúng ta. And I pray this year. Và tôi cầu nguyện cho năm nay rằng you will go deeper with him. Và quý vị đi sâu lắng hơn với Chúa. We need to. Chúng ta cần điều này. It's no longer having a coming to church and having a comfortable message. That is changing. Không phải đi đến nhà thờ để nghe những cái bài giảng hay ho nữa, cái điều này sẽ thay đổi. That is changing. Cái điều đó sẽ thay đổi. That's changing. Điều đó đang thay đổi. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. I do want to pray for Jessica. Muốn cầu nguyện cho chị Jessica. But just a second. We're going to close and I do want to pray for her and anybody else that would like me to pray for you. I'm going to close this right now. Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả những ai cần sự cầu nguyện. He wants to mess with you and change you. Chúa muốn coi như là nhào nặn chúng ta, thay đổi chúng ta. What you think about him? Để chúng ta trả lời câu hỏi là quý vị nghĩ như thế nào về Chúa? Father, as we close here today. Lạy Cha của chúng con kết thúc tại nơi đây. Thank you for the spirit of grace. Chúng con cảm ơn Chúa về ân điển của Ngài. That awakens us. Để tỉnh thức chúng con. To truth. Lẽ thật của Ngài. As we have seen through the gospels. Khi chúng con thấy được những điều gì Chúa dạy trong lời của Chúa. Through Adam's life.
qua cuộc đời của Adam, through Job's life, qua đời sống của ông Job, questions, có những câu hỏi đặt ra, you ask, và Chúa đã hỏi chúng con. You're asking us questions. Chúa hỏi chúng con những câu hỏi. In 2023. Trong năm 2023 này. You don't want us to have business as usual. Chúa không muốn chúng con có những cái việc làm bình thường. It's not business as usual. Đó không phải là những công tác bình thường nữa. It's not church business as usual. Không phải là những công tác trong hội thánh như bình thường nữa. It's not business as usual. Nó không phải là những công tác. I am bringing a change to the church. Ta sẽ đem đến sự thay đổi cho hội thánh của Ngài. I'm bringing fire to the church. Ta sẽ đem lửa đến hội thánh. As I said in my word, như ta đã phán trong lời của ta, I will build my church. Ta sẽ xây dựng nhà của ta. And the gates of hell will not prevail against it. Và cửa âm phủ sẽ không thắng hơn được hội thánh của Ngài. Thank you for the seeds that have been planted in the minds and hearts of your children. Cảm ơn Chúa những hạt giống đã được gieo vào trong tâm trí của con cái Ngài. To you be all the glory. Chúa ơi, mọi vinh hiển thuộc về Ngài. May this year we fall so deeply in love with you. Ôi Chúa, nguyện năm nay chúng con yêu mến Chúa một cách sâu lắng hơn. That nothing takes us away from you. Để rồi không có một điều gì lấy chúng con ra khỏi tình yêu của Ngài. You're doing a deeper work in us. Chúa ơi, Ngài hãy làm những công việc sâu lắng hơn trên đời sống của mỗi chúng con. Both to will and to do of your good pleasure. Để rồi chúng con muốn và làm theo ý muốn tốt lành. We can't do it. Chúa ơi, chúng con không làm được. You must do it. Chúa ơi, xin Ngài hãy làm. We submit to you. Chúa ơi, chúng con dâng cuộc đời chúng con cho Ngài. We give you 2023. Chúng con dâng năm 2023 này vào tay của Chúa. And we say, Lord. Và chúng con nói, Chúa ơi, your will. Ý muốn của Ngài. Not my will. Không phải ý muốn của Chúa. Not my way. Không phải đường lối của chúng con. Not my understanding. Không phải sự hiểu biết của chúng I con. I put it all at the cross. Chúa, chúng con đặt nó tại cái thập tự giá. For your name's sake. Để vì danh của Ngài, Chúa ơi. You're looking for a bride. Chúa ơi, Ngài nhìn vào, Chúa ơi. Who is spotless. Nàng dâu của Ngài, nàng dâu không tì vết của Ngài. May we be spotless before you. Ôi Chúa ơi, nguyện đời sống của chúng con không tì vết. Let us not leave 2023 the same. Ôi Chúa, để chúng con sống trong năm 2023 này. God, you are the agent of change in all of us. Chúa ơi, Ngài là đấng đem đến sự thay đổi cho cuộc đời. Change me. Thay đổi chính mình con. Change us all. Thay đổi tất cả chúng con. Into your image. Để chúng con có được ảnh tượng giống như Into your likeness. Giống như chính mình Ngài. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa cho chúng ta một cái sứ điệp rất là gần gũi và rất là thích hợp trong đầu năm mới. Thank you God for such a message that's really close to our heart. Năm 2023 sắp tới, mỗi chúng ta đều sẽ đối diện với những cơn bão trong cuộc đời của mình. 2023, we are facing a storm in our life. Và sứ điệp quý ông bà anh chị em vừa nghe nhắc cho chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đi qua cơn bão của cuộc đời của mình. And this message reminds us that when we go through the storm, thì hãy đừng sợ mà biết rằng Chúa vẫn luôn tể trị. Don't be afraid and know that God is in control. Và tất cả những cái cơn bão trong cuộc đời của chúng ta để cho chúng ta nhìn lại đức tin của chúng ta ở đâu. But all the storms help us to know where we are in our faith with God. Để chúng ta biết rằng chúng ta không thể tự mình làm được tất cả mọi sự. So that we know that we can't do everything. Để chúng ta kiềm tìm Chúa, chúng ta bám chặt lấy Chúa và chúng ta biết Chúa một cách rõ ràng hơn. So that we depend on Him, trust Him and know Him in a deeper level. Cảm tạ Chúa cho sứ điệp ngày hôm nay. Thank you for this message. Nếu quý ông bà anh chị em ai được gây dựng bởi những sứ điệp này và muốn có một cái tâm tình muốn chúc phước lại cho một vụ của cô Virginia thì có thể làm điều đó. Ở đây có một cái thùng. If you're encouraged by her message, we can support her ministry.
You can put your offering in here. Yeah, và lễ tất thì những ai có nhu cầu được cầu nguyện thì có thể ở lại đây xếp hàng và cô có một cái ơn là cầu nguyện chữa lành cũng như là cầu nguyện để giải cứu. So did you need a prayer? Please stay right here and she will pray for you. She has the gift of personal deliverance. Và những ai không có nhu cầu cầu nguyện, chúng ta có thể qua bên kia cùng thông công với nhau. Nếu chúng ta, if you don't have any need, please step in the other room so that you can fellowship. Nguyện ân điển của Đức Chúa Con, may the grace of Jesus, tình yêu của Đức Chúa Cha, the love of the Father, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng với tất cả anh bà anh chị em trong năm mới. And the communion of the Holy Spirit be with us in this new year. Cảm tạ Chúa. Cầu nguyện tất cả những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.